Chào anh. Chuyện tối qua tôi phải cảm ơn anh một tiếng nha. Nhờ có anh mà Thanh Mai đã nhận lời cầu hôn của tôi. Mày đừng có vội tự đắc. 30 chưa phải là Tết đâu. Còn mày, còn tao ở đây. Rồi mày sẽ thấy Thanh Mai không bao giờ thuộc về mày. Vậy sao? Vậy mà tôi đang dự tính sẽ làm đám cưới với Thanh Mai ngay khi tôi giành được công ty này. Mày dựa vào cái gì mà giành công ty với tao? Mày quả là tự mãn quá rồi đó Minh. Trong cuộc chiến giành trái tim của Thanh Mai, tôi đã thắng anh 1-0 rồi. Rồi anh coi, tôi sẽ lại tiếp tục thắng anh trong cuộc đua giành chức tổng giám đốc của công ty Thạch Đỉnh. Và khi đó tôi sẽ ăn mừng bằng một đám cưới thật hoành tráng với Thanh Mai. Mày cứ đợi đó. Tao thề sẽ cho mày sáng con mắt mày ra. Vậy sao? Tôi sẽ đợi anh ở phòng 3 nha. Chào anh. Ok, chào mày. Quyền, con đã quyết định chưa? Dạ rồi, con đồng ý tham gia. Ừ. Mình, còn con thì sao? Dạ, con đồng ý. Ba có vài điều cần nói trước với các con. Dạ, ba cứ nói đi con nghe à. Thứ nhất, không người ngoài nào được biết về cuộc tranh tài này. Ba không muốn uy tín của công ty và gia đình bị đàm tiếu vì anh em các con xào xáo nhau. Đến nỗi ba phải bày ra cuộc thi này để giao quyền điều hành công ty. Dạ, con đồng ý. Con cũng đồng ý. Việc thứ hai, người thua cuộc phải chấp nhận rời khỏi chức vụ của công ty. Có cần thiết phải làm vậy không ba? Đó là điều bắt buộc. Đương nhiên người ra đi, ba sẽ hỗ trợ để thành lập một doanh nghiệp khác nếu muốn. Con đồng ý. Quyền. Dạ, nó đã chấp nhận thì con cũng chấp nhận. Ừ. Anh Trực, giờ anh giúp tôi. Các con bốc thăm đi. Ai bốc vào công trình nào thì phải chịu trách nhiệm công trình đó đúng thời hạn được giao. Ngoài vấn đề thời gian thì vấn đề chất lượng công trình cũng được giám sát chặt chẽ. Làm nhanh mà không có chất lượng sẽ bị loại. Các con nhớ chưa? Dạ, bốc được chưa ba? Các con bốc đi. Dạ. Con đang lo lắng gì phải không? Dạ. Cuộc sống luôn là thử thách đó con à. Lấy lửa thử vàng thì mới biết giá trị của vàng là bao nhiêu chứ. Con hiểu ý của ba. Nhưng đây là canh bạc quyết định. Được ăn cả, ngã gì không ba. Trong thâm tâm ba, ba luôn luôn không muốn những chuyện này xảy ra. Nhưng mũi tên đã lắp vào cung rồi thì buộc phải bắn nó đi chứ. Dạ, con hiểu. Con sẽ cố gắng hết sức. Ừ. Muốn thành công thì phải hội đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con hiểu không? Nhân hòa. Nhân hòa. Ba, ba vừa nhắc con một điều rất quan trọng. Con muốn ba giúp con một việc có được không ba? Sao con nói vậy? Có chuyện gì hả con? Con muốn Trâm Anh qua giúp con làm dự án này có được không ba? Chẳng phải là Trâm Anh là do anh Quyền con chọn là nhân viên tốt nhất của nó sao? Chính vì vậy con mới nhờ ba giúp đỡ con.
Ngộ ghê ha. Sao vậy? Tối qua ông đã gặp em nào hả? Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Ông thay đổi rồi. Đàn ông mà thay đổi nhất định là vì một người phụ nữ. Ai vậy? Ông nói nghe đi. Không có ai hết. Tôi không có tin đâu. Tối hôm qua ông còn bèo nhèo như là con mèo nhúng nước vậy. Sáng hôm nay bảnh bao, sáng láng. Kinh nghiệm cho tôi biết, nhất định ông đã thay đổi vì một em nào rồi. Ai vậy? Kể nghe đi bạn Hiền. Ông già như đĩa vậy đó. Thôi kể đi. Đúng là tôi thay đổi. Tôi học cách chấp nhận thực tế. Họ đã đính hôn với nhau rồi đó. Hả? Mai nhận lời thằng Minh rồi hả? Ừ. Tôi đã chứng kiến. Ông không làm gì sao? Sao ông không cản lại? Tôi không làm được. Tôi chỉ còn cách chúc cho họ hạnh phúc thôi. Minh thật sự là một người tốt. Nó rất yêu cô ấy. Nó hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc đó. Phong, tôi nói thật nha. Ừ. Với thằng Minh á, ông đúng là một thằng anh trai tốt. Nhưng mà với Thanh Mai á, ông tệ với cô ấy lắm. Nếu tôi là cô ấy á, tôi á chọn thằng Minh chứ không chọn ông đâu. Nó là thằng quyết đoán, bất chấp thủ đoạn để có được người mình yêu. Còn ông thì sao? Ông bỏ cô ấy bơ vơ khi cô ấy cần ông. Tôi nói thật với ông luôn á, trong tình yêu á, ông là cái thằng tệ bạc lắm. Ông nói đúng, tôi tệ bạc với cô ấy. Tôi đã chọn em trai mình chứ không phải cổ. Tôi chỉ biết cầu chúc cho cổ hạnh phúc thôi. Tôi thua ông rồi đó. Cao thượng như ông á, cao thượng làm cái quái gì? Ông đau khổ, cô ấy đau khổ. Liệu thằng Minh á, nó có thật sự hạnh phúc không? Tôi chịu thua ông rồi đó. Chưa vào cuộc mà đã thấy hơi thở thất bại sau gái rồi thì còn làm ăn gì được nữa đây. Đạt thật là yếm thế. Chưa gì đã đặt mình vào cửa thất bại rồi. Đàn ông đàn an gì mà. Tại Trâm Anh không nắm rõ hồ sơ đó nên mới nói vậy thôi. Cái dự án này là cực kỳ khó khăn, bởi vì địa hình đồi núi trắc trở, còn xa xôi nữa, cho nên cái việc cung cấp vật tư luôn bị gián đoạn. Ai bảo Đạt là Trâm Anh chưa đọc hồ sơ đó? Không những đọc mà Trâm Anh còn đọc kỹ nữa là. Khó nhưng không phải là không làm được. Trâm Anh lúc nào cũng nhìn đời bằng màu hồng hết. Người ta gọi đó là lý thuyết suông đó. Còn Đạt, lúc nào cũng nhìn đời bằng gam màu xám. Người ta gọi đó là yếm thế. Trâm Anh sao vậy? Hôm nay cứ làm gì đối chọi Đạt hoài là sao? Vì Đạt chỉ đưa ra những khó khăn mà không đưa ra cách để giải quyết. Kêu khó kêu khổ, ai mà không kêu được. Nên nhớ là ông Quyền, ông đã có chuẩn bị sẵn dự án khả thi cho cả hai công trình rồi. Vì ông đâu biết sẽ bốc thăm được công trình nào. Và cả hai dự án khả thi đó, Trâm Anh đã từng được làm việc qua rồi. Tất cả còn nằm ở đây nè. Vậy thì công trình của mình có chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, anh ta biết rõ. Mà biết rõ rồi á, thì khi cần phá ta đó, sẽ rất là dễ dàng. Hơn nữa, cái gì mà anh ta đưa sang mình á, thì phải coi chừng chứ. Nếu không phải là thông tin dởm, thì cũng có bẫy trong đó. Thử nghĩ coi, tại sao Quyền lại dễ dàng để một cộng sự đắc lực sang giúp mình? Phải đáng lưu ý chứ. Định móc méo là tôi sang đây làm con ngựa thành trôi cho ông Quyền chứ gì. Ông này thông minh thiệt. Hai người nói xong chưa? Thôi, có gì đâu mà đôi co với nhau.
Những khó khăn mà Đạt nêu ra là những cái mà cần phải giải quyết thôi. Chỉ cần giải được bài toán về vật tư và nhân công là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Tất cả những gì mà ông Quyền đã dự kiến đều có giá trị tham khảo cho ta hết. Trâm Anh à, Trâm Anh sẽ rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự toán, lên một bản kế hoạch chi tiết về nhân công và vật tư và nguồn vốn đối ứng, để công trình không phải dừng lại vì thiếu vật tư hay là tiền lương công nhân hết, được không? Ok, cứ giao cho Trâm Anh. Đạt, Đạt phải bàn kỹ với lại kỹ sư công trình, lên kế hoạch chi tiết về quá trình thi công, phải nắm chắc về kỹ sư trưởng, vì chúng ta không có nhiều hiểu biết về kỹ thuật. Ngoài ra, Đạt cho kiểm tra lại máy móc thi công, cái nào hỏng hóc thì phải lên kế hoạch sửa chữa, hoặc là thay mới hay là thuê mướn gì cũng được hết. Ok. Mình xin lỗi. Hôm nay anh có gì ăn với em không? Có. Anh sẽ về ăn cơm với em. Yêu em. Chúng ta là dân kinh tế, lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi công công trình, cho nên châm ngôn của mình là cái gì không biết thì phải học, cái gì chưa rõ thì phải hỏi. Đạt và Trâm Anh đồng ý không? Nhất trí rồi. Trâm Anh, Trâm Anh mang giùm toàn bộ hồ sơ thiết kế, hợp đồng kinh tế của công trình này lên cho mình nha. Và sau khi mình có kế hoạch chi tiết của hai bạn thì chúng ta sẽ bắt tay vào giải quyết từng chuyện một. Ok, sẽ có rất sớm và không y chang như cái của ông Quyền đã tính toán đâu. Tôi có nhiều ý kiến riêng cho đề án thi công vụ này lắm, sẽ trình cho Minh xem. Trong ba giới thiên thời địa lợi nhân hòa thì thiên thời chúng ta đã mất rồi, vì chúng ta thi công vào mùa mưa. Về phần địa lợi thì chúng ta cũng không có, vì địa hình thi công cũng khó khăn. Nhưng mà nhân hòa thì chúng ta có thừa. Minh tin là với sự đoàn kết của ba chúng ta thì chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc đua này. Ừ, đúng vậy. Trâm Anh tin Minh, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Bây giờ mỗi người chúng ta sẽ chia việc ra làm, được chứ? Thôi. Ok. À Minh nè, trưa rồi đi ăn cơm trưa nha. Ừ, thôi Minh về nhà ăn cơm, hai bạn đi ăn cơm chung với nhau nha, có gì chiều gặp. Vậy nha. Ừ, vậy đi, chiều gặp. Thôi Trâm Anh, về đi, mình phải về ăn với Thanh Mai mà. Thôi đi đi, đi. Anh Quyền. Anh tới rồi hả? Mà hôm nay em gọi anh tới đây có chuyện gì vậy? Anh ngồi đi anh, xong rồi mình nói chuyện. Dạ em chào anh chị, cho em gửi menu. Chút nữa anh gọi sau nha. Dạ. Anh coi thực đơn rồi chọn món đi nha. Mới tối hôm qua em còn cho anh đo đường, sao giờ em lại mời anh đi ăn vậy? Ý em là sao? Chính vì tối hôm qua em thấy em hơi quá tay, cho nên hôm nay em mời anh đi ăn là để thay lời xin lỗi của em. Hy vọng là anh đừng giận em nữa nha. Em có biết tối hôm qua em làm cho anh quê lắm không? Em biết. Tại anh chủ quan đó, nếu không thì... Anh Quyền nói đúng đó, là vì anh nương tay cho em. Chứ với một người đệ tam đẳng quyền đai judo như em á, thì làm sao thắng anh nổi, đúng không anh? Đai đen judo hả? Dạ. Còn nữa nha, hồi trước á, em á còn ở trong đội tuyển đấu kiếm ở bên Mỹ nữa đó. Nhưng bây giờ á, em về nước rồi nên không có còn tham gia nữa. Vậy sao? Có kiếm nữa em?
Dạ anh. May mà mình chưa có làm gì, nếu không lạng dài nhát kiếm gì chơi. Nhưng mà nói gì thì nói á, lần sau á anh Quyền đừng có ôm eo em nữa nha. Tại vì nhiều khi á em cũng không kịp kiềm chế được bản thân, cho nên em phản ứng như vậy. Cái đó là đòn tự vệ mà người ta hay gọi là phản ứng có điều kiện đó anh. mình gọi món đi em. Dạ. À, hay là anh gọi món cho em luôn đi. Tại sao cậu lại thay đổi thái độ nhanh tới vậy? Em ơi. Cạn đi anh. Anh uống đi. Ba em á có nói về chuyện của ba anh. Chú Kiên á muốn là đặt vấn đề về chuyện cưới hỏi của hai chúng ta đó anh. Ba em nói sao về chuyện của chúng ta? Ba em á thì không có ý kiến gì hết á. Nhưng mà ngoại của em nói á, năm nay con gái tuổi Dần như em á không có hợp tuổi, cho nên muốn cưới xin gì á thì phải đợi năm sau, chứ năm nay không có được đâu anh. Vậy còn em thì sao? Ý em thế nào? Ngoại của em á mê tín lắm anh ơi, không có đồng ý với ngoại em á là không có xong đâu. Mà chuyện tuổi tác á không có Kiên là không có được đâu anh. Đây á là chuyện cả đời mà, đúng không anh? Anh cũng nghĩ như vậy đó em. Ủa, ai gọi sao anh không nghe máy vậy anh? Mấy cô bé bảo hiểm nhân thọ đó mà. Thiệt không đó? Hay là cô gái nào gọi cho anh vậy? Làm gì có. Mấy cái cô này á hay làm phiền người khác không đúng lúc lắm. Anh mà mở máy một cái á là mấy cô đó bám dai như đĩa đó em. Vậy đó hả? Gọi lại cho em ngay, có việc quan trọng. Thôi, anh nghe điện đi. Chứ lỡ như hôm nay người ta có chuyện quan trọng muốn gặp anh thì sao? Em nói cũng có lý đó. Để anh ra ngoài gọi điện thoại một chút nha. Em cứ ở đây dùng dạ trước được. Đi rồi anh sẽ đi quay đi. Lại không có sao đâu anh. Để anh xíu nha. Em nghe nè anh yêu. Có chuyện gì quan trọng gì em? Nếu không có gì quan trọng thì anh đâu có gọi lại cho em đâu, đúng không? Em có bỏ cái trò đồ ngu ngốc đó đi không? Lần sau em đừng có làm phiền anh như vậy nữa. Có nghe chưa? Em sao vậy? Sao không nói gì hết vậy? Lúc á anh biểu nói thì không nói, lúc không biểu nói thì lại nói. Hai tuần nay em không thấy anh tới nên mới gọi điện cho anh. Thôi, xin lỗi vì đã làm phiền. Ăn đi em. Phải qua gặp cô ấy một chút. Buồn cho cổ, mấy tuần nay không gặp rồi. Không nhắc thì thôi, nhắc rồi mình cũng thấy nhớ. Ủa, anh sao vậy? Anh ăn đi chứ. Anh nè,
Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao hả anh? Ờ, em ăn đi. Con định đi đâu vậy? Dạ con đi nghỉ với bạn. Tối chủ nhật con về má à. Thôi con đi nha má. Quyên. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. Giờ này là giờ nào mà con còn đi chơi được hả Quyên? Con có biết á, thằng Minh nó làm việc tới giờ này vẫn chưa về hay không? Con không lo chuẩn bị cho công việc đi. Đây là cơ hội cuối cùng và quan trọng nhất của má con mình đó Quyên. Thằng đó làm sao mà so được với con mà má nó vậy? Bây giờ mà nó có làm nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể nào thắng được con đâu má. Má không cần phải lo. Con mà không giành được công ty này là má từ con luôn đó. Má không thể chịu được cái nhục. Nhìn con của con mụ đó giành được chiến thắng đâu nha Quyền. Gì vậy má? Có cần phải ép con như vậy không má? Má không có nói đùa đâu. Con có biết má đã phải nhịn nhục khi ba con định bỏ má để lấy mẹ thằng Minh không? Bao nhiêu năm nay má chưa bao giờ quên cái nhục đó. Nếu như con không cố gắng mà để thằng Minh lấy được công ty thì má không có cách nào để rửa được nhục đó. Con có hiểu không Quyền? Dạ con hiểu rồi má. Con nhất định sẽ đánh bại nó để má được hả lòng hả dạ. Được chưa má? Nhưng mà con cứ lo chơi bời tối ngày, không lo cho công việc gì hết. Con làm má lo lắm Quyền à. Má à, má không cần phải lo. Con đã có những tính toán nhất định rồi má à. Thứ nhất á, công trình của con là tại thành phố, còn nó thì làm đường ở miền núi. Con á thì lại có kinh nghiệm, có nhiều mối quan hệ, còn nó thì không. Với bao nhiêu đó thôi thì con đã hơn cái thằng non nớt kia rồi. Huống chi con đã cài người của con bên cạnh thằng Minh rồi, nhất cử nhất động của nó con đều biết hết. Nếu cần á thì con sẽ có cách xử lý nó. Má có tin con chưa? Vậy thì được. Mà bây giờ con đi đâu đây? Dạ con ra Vũng Tàu xả stress. Chiều chủ nhật này á là con sẽ về má. Con đi với bé Ngọc Khánh hả? Không, con đi với mấy người bạn. Vậy còn con Khánh? Bộ con với nó giận nhau hay sao mà con đi chơi một mình vậy? Dạ không, dạo này á cô ấy cứng nhắc lắm má ơi. Cô ấy kín đáo á, cứ như là nữ tu vậy đó. Trời ơi, đi chơi với cổ chán lắm á. Quyên à, con làm gì thì làm, đừng có để lại những hậu quả không xử lý được nha con. Dạ con biết rồi, má đừng lo nha.
Sao lại ngồi xa cách vậy em? Qua đây ngồi với anh. Thôi, anh qua đây có việc gì? Chà, sao nghe giọng lạnh quá ta? Em còn giận anh à? Bù cho em như vậy đủ chưa? Chưa. Vậy thôi em đi sửa soạn đi, rồi anh đưa em đi Vũng Tàu chủ nhật này về. Thiệt hả anh? Ừ. Sao anh không báo cho em sớm một chút, để em còn chuẩn bị mấy bộ đồ mới nữa. Khỏi cần em ơi, cứ ra đó có gì mình dùng đấy. Ra đó mình vô bãi tắm của chuyên gia, tắm tiền khỏi mặt gì hết nha em. Ngồi đó mà nói lung tung. Cho em 5 phút nha. Okay. Em nhanh lắm. Đi đi em. Chờ em xíu nha. Alo, có chuyện gì không vậy anh Quyền? Sao vậy? Em có vẻ không vui à? Anh gọi điện thoại cho em làm em hỏng một đường cơ rồi đó. Vậy à, em cho anh xin lỗi nha. Anh gọi cho em có chuyện gì không? À, anh gọi để báo cho em biết là anh đi công tác 2 ngày. Em cảm ơn anh vì đã báo lịch trình làm việc của anh. Nhưng em nghĩ là giữa chúng ta không có gì để mà ràng buộc lẫn nhau hết á. Cho nên anh cứ việc tự do làm những việc mà anh tùy thích, không cần phải báo lại với em. Em đang bận lắm, anh có gì để nói nữa không? Ừ, thôi vậy anh cúp máy nha. Vậy thôi ha, bye anh nha. Bye em. À, anh Quyền mới gọi điện thoại để báo anh đi công tác. Đi công tác thứ bảy chủ nhật mà cũng báo nữa. Công nhận, ảnh gương mẫu thiệt á. Làm gì mà có chuyện đi công tác thứ bảy chủ nhật? Thằng cha đó chắc lại đi quan nữa rồi. Vậy mà em còn cười được nữa hả? Vậy nên em mới cười đó chứ. Nếu như mà anh ta ngoan ngoãn á, thì bây giờ em đâu có gì để nói nữa đâu. Em thiệt là... Em có nghe câu nói... Ông qua lại cắm bãi cứt trâu chưa? Em có biết là rất nhiều người muốn chết vì em không? Vậy mà em đi lấy cái thằng cha dớ dẫn làm cái gì vậy? À, anh Cần, anh nghĩ sao mà anh nói là em lấy anh Quyền vậy? Ủa? Không phải vậy chứ? Tất nhiên rồi. Còn chuyện ba em giải quyết sao? Chuyện đó chắc vài tuần nữa là em sẽ giải quyết được thôi. Mà bằng cách nào vậy? Bây giờ thì chưa có nói được đâu. Khi nào mà xong việc rồi em sẽ gọi báo cho anh hay. Vậy còn sau đó thì sao? Sao là sao? Em không hiểu ý của anh. Thì sau khi em bỏ được thằng cha dớ dẫn đó đó, em có tính được chuyện tình cảm với ai chưa? Anh thích em hả? Ông làm gì mà mặt đần ra đó vậy? Anh. Hai người chưa tới đâu rồi? Anh làm gì mà trễ quá vậy? Anh làm thêm. Chụp cho mấy cô ca sĩ mới nổi mấy bộ hình. Anh làm cho hết thời gian rảnh, mà có tiền nữa. Cho nên, thằng Cần á, giới thiệu cho anh bao nhiêu mối, đã làm hết bấy nhiêu, làm đến nỗi không kịp thở nữa đó. Ủa, chứ không phải làm để không còn thời gian nhớ tới em ấy hả? Biết nhau lâu rồi á mà còn chọc quấy vết thương của nhau là ác lắm đó nha. À, em xin lỗi anh nha. Anh đến trễ, em phạt anh 3 lon được không? Ok. Em ơi. Dạ. Cho anh lon bia đi. Dạ. Ông sao vậy? Làm sao? Khánh, em làm gì bạn anh mà nói á khẩu vậy em? Ai mà biết, anh bị làm sao chứ? Anh hỏi ảnh đi. Nè, ông sao vậy? Em coi chừng á, ảnh đứng tim chết đó nha. Ảnh làm sao cũng chẳng làm sao.
dẫu làm gì á cũng chẳng làm chi, dẫu có thế nào cũng chẳng ra sao. Chả biết cha nhà thơ nào mà làm thơ mắc cười quá anh ha. Thôi, ta chơi tiếp đi. Wow, em mặc đẹp lắm đó. Em mặc trông rất là nền nã và dịu dàng. Nè, em thử cái váy này thử coi. Đi, đẹp mà. Cứ thử đi em. Anh à, anh thấy cái này sao? Ồ, em mặc cái này đẹp đó. Phải nói là anh có mắt thẩm mỹ rất là cao. Chọn cái nào cho người yêu cũng đẹp hết. Cái nào anh cũng khen đẹp hết trơn á. Vậy em biết chọn cái nào đây? Tại vì em đẹp, cho nên em mặc cái gì cũng đẹp mà. Anh không khen á, thì người khác cũng khen mà thôi. Đúng không chị? Đúng vậy, bạn trai em rất có thẩm mỹ. Chọn cái nào cho em cũng đẹp hết. Dạ. Đó, em thấy chưa? Đâu phải mình anh nói đâu. Vậy mình lấy cái này đi anh ha. Đúng, phải lấy hết chứ. Thôi, lấy bao nhiêu đó làm chi. Em đâu có mặc hết đâu. Em chỉ mặc một bộ thôi. Anh hy vọng là sau khi anh cưới em về, em sẽ tiếp tục tiết kiệm giùm anh. Ví dụ như là một năm mua một bộ đồ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa thì đỡ lắm đó. Như vậy anh mau giàu lắm. Anh tiết kiệm như vậy, người ta sẽ kêu là kẹo kéo đó. Em tiết kiệm cỡ đó thì tiết kiệm, chứ có vài bộ đồ này thì nhầm nhò gì đó. Đúng không? Thôi em chịu rồi. Má ơi, anh Minh muốn cưới con đó má. Anh Minh là một người tốt đó má. Anh ấy yêu thương con thật lòng. Lấy anh ấy, chắc là con sẽ có một cuộc sống sung túc. Con sẽ được làm những gì mình muốn. Nhưng mà má ơi, con không thấy vui khi nghĩ đến diễn cảnh sẽ lấy anh ấy. Con buồn lắm. Trái tim của con thấy nặng nề lắm má à. Má ơi, có phải con sai rồi không? Khi con nhận lời anh Minh, lúc con đau khổ và giận hờn anh Phong, con hồ đồ quá phải không má? Con không biết phải làm sao bây giờ nữa. Con cũng không thể làm tổn thương anh Minh. Mà lấy anh ấy thì má ơi, con phải làm gì đây? Khi mà lòng con không thể quên được anh ấy. Con nhớ anh ấy lắm. Ông Phong ơi, leo lên mấy tầng lầu tôi mệt quá trời. Ông coi đổi căn nhà khác giùm tôi cái đi. Tôi tìm cho ông một cái căn khác tốt hơn. Leo lầu á, cho nó khỏe cái chân. Đổ làm cái gì? Còn ông đó, leo có mấy tầng lầu mà kêu la. Nè, lo tập thể dục đi nha. Sau này á, vợ nó chơi yếu đó nha. Thì có vợ lúc đó tập thể dục là vừa. Phải không đó cha? Ê,
Ông, đừng có đầu óc tăm tối nha. Vừa phải thôi nha. Mỏi chân quá trời. Ồ, mạnh dữ ta. Ủa, tranh cô ấy đâu mất tiêu hết ráo rồi? Cất hết rồi. Sao kỳ vậy? Tranh đẹp mà. Không cất đi, treo ở đó sao tiện? Lỡ thần Minh hay có ai thấy thì biết đó là sao? Không cất đi, mỗi ngày nhìn thấy cô ấy sao mà quên được? Ông thật sự quên được cô ấy chưa? Thôi, ông ngủ đi. Tôi về đây. Cần nè. Nếu ông có tình cảm với Ngọc Khánh, hãy mạnh dạn bày tỏ đi. Đừng để muộn màng như tôi, rồi lỡ làng, khổ lắm. Cô ấy á, coi vậy cao quá, xa quá, tôi dễ không có tới. Trong tình cảm, làm gì có cao hay thấp, chỉ có chân tình thôi. Mà chân tình á, thì ông có thừa đúng không? Thì có thừa. Vậy thì xung phong ra trận đi. Bị từ chối là cùng chứ gì, đúng không? Ừ, xung phong thì xung phong. Ờ, mà lỡ cô ấy cười tôi thì sao? Làm sao cũng chẳng làm sao. Dẫu có thế nào thì cũng chẳng làm chi. Thiệt tình, miệng hồng gan sứa đó. Thôi thôi, ông về đi, để tôi ngủ một cái. Sao? Sao đuổi tôi? Tôi muốn ngủ. Về đi, ngủ rồi. Vậy à? Tưởng ông gan lắm chứ. Cuối cùng thì cũng xong. Mình thấy công việc chuẩn bị như vậy là tạm ổn. Sáng mai mình và Đạt sẽ lên đường sớm. À, vậy sáng mai mình lên đường mấy giờ vậy? 5 giờ mình đi. Hẹn nhau tại công ty nha. Ok. Tụi mình sẽ đi chung với lại công nhân và kỹ sư luôn. Mình và Đạt đi qua nhà Đức Trâm Anh được không? Không, chỉ có mình và Đạt đi thôi. Làm gì kỳ vậy? Trâm Anh cũng là người của ekip mà. Sao lại đẩy Trâm Anh ra là sao? Không phải là tụi mình đẩy Trâm Anh ra, mà là mình muốn Trâm Anh ở lại đây, lo đôn đốc vật tư máy móc cho mình. Có như vậy mình mới an tâm đi làm được chứ. Thì việc đó Trâm Anh cũng lo được tại công trình mà. Trâm Anh ở nhà đi. Ngoài công trường nắng nôi lắm, ra đó là đen thui luôn á. Tôi nói rồi đó nha, sáng mai tôi cũng đi. Chuyện đen trắng của tôi á, không cần mấy người lo. Nếu không ổn thì tôi sẽ về, được chưa? Phụ nữ muốn là trời muốn, chúng ta phải chịu thôi. Được rồi, Minh và Đạt á, sẽ qua đón Trâm Anh. Còn bây giờ, sau khi về nhà tắm rửa xong, chúng ta sẽ đi đập phá một bữa cho thật hoành tráng, được không? Trước khi Minh và Đạt về miền khỉ họ cò gáy. Nhá. Ok. Hay quá. Trâm Anh sẽ về gọi đầu, tân trai nhan sắc, rồi sẽ tới. Vậy mình hẹn gặp nhau lúc 8 giờ nha. Ừ. Không được trễ giờ đó. Ok.
Con nghe. Má gọi, má gọi. Gì vậy má? Cậu đang ở chỗ thằng Minh hả? Dạ, đúng rồi. Tình hình bên đó thế nào rồi? Dạ, công việc của con vẫn tiến triển. Sáng mai con và bạn phải đi công tác xa. Cậu phải thường xuyên báo cáo tiến độ công trình bên đó cho tôi nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Mà Đạt nè, tôi chuyển vào tài khoản của cậu 50 triệu rồi đó. Ráng mà làm cho tốt. Sau vụ này, cậu sẽ có thêm một khoản tiền lớn gấp 10 lần khoản tiền đó. Dạ, gấp 10 lần hả? Ủa, nhà có chuyện gì hả Đạt? Không có gì đâu. Đạt ra ngoài nói chuyện nha.